Đuông dừa nha bà con. Đuông dừa là con giống như con sâu á, nó ăn trên cái cây dừa là nó có chất bổ gì à. Tôi xin nói bà con, và những người không ăn được cái chất bổ của con đuông dừa đó là người bị tiểu đường, người bị dị ứng, người già, ba bầu, say rượu, nóng trong người, lở lét, ngứa miệng, sưng miệng à. Đó là những người không ăn được đuông dừa, mặc dù nó tốt nhưng mà không ăn được đuông dừa đó là những người bị tiểu đường, những người bị dị ứng, người già, ba bầu, say rượu, nóng trong người, lở lét, ngứa miệng, sưng miệng. Nó tốt, thật tốt cho sức khỏe, là hỗ trợ chống lão hóa, tăng cường sức khỏe, cải thiện chức năng sinh lý, xuất tinh, sớm rối loạn cương dương, bà bầu. Rồi nữa bà con à, hỗ trợ tăng cân, giúp người kém ăn, thèm ăn, còi xương, ốm yếu, suy nhược. Ăn đuông dừa ngày một con, ăn 5 ngày là nghỉ 2 ngày rồi mới ăn tiếp. Rồi bà con ơi, ăn đuông dừa cho vui vẻ mạnh khỏe cho bà con. Bà con ơi, bà con ơi.